Như chúng ta đã trao đổi rất là nhiều ở các buổi trước thì trong Photoshop bất kể các bạn làm cái gì thì cái yêu cầu thông thường mà các bạn vẫn hay phải làm đó là chọn được một đối tượng nào đó, chọn được một phần hình ảnh nào đó ở trong cái bức ảnh, rồi chúng ta lọc nó ra, chúng ta sẽ ghép với những thứ khác. Thì cái thao tác mà chọn, thao tác mà lọc thì đấy là cái thao tác chúng ta làm vô cùng nhiều, gần như là làm cái gì chúng ta cũng phải chọn, chúng ta cũng phải lọc như thế. Thế nhưng mà có những cái chúng ta chọn tương đối dễ, nhưng cũng có những cái chúng ta chọn rất là khó. Ví dụ trong trường hợp các bạn nhìn ở trên màn hình như thế này, chúng ta gặp phải những cái hình ảnh mà nó lại rất là nhiều những cái đối tượng mà nó mảnh, ví dụ lông tóc đấy, hoặc là những cái sợi mảnh nào đó, cây lá vân vân. Những cái trường hợp như thế thì chúng ta rất rất khó khăn để mà chúng ta có thể là lọc và lấy được. Tất nhiên hôm trước thì tôi cũng đã nói với các bạn về cái kỹ thuật gọi là xóa bớt cái nền đi bằng tẩy, đúng không? Đấy cũng là một cách, nhưng mà trong một vài trường hợp chúng ta cũng gặp những cái khó khăn rất là lớn khi mà chúng ta làm việc với lại những cái đối tượng mà nó cứ mili ti quá như thế này, mạch quá như thế này. Thế thì để xử lý thì chúng ta có thể là tạo ra một cái đối tượng được lọc cho nó tốt, thì tất cả những cái công cụ mà chúng ta đã trao đổi ấy, thì nó cũng đều có những cái điểm mà nó không thể nào mà đáp ứng một cách hoàn hảo được trong cái trường hợp như thế này. Và do đó thì Photoshop mà được bổ sung thêm một cái phương thức để giúp chúng ta lọc những cái đối tượng dạng mili ti như thế này. Thế thì đầu tiên thì chúng ta cứ chọn đi đã, chọn được đến đâu thì hay đến đấy, sau đó thì chúng ta mới xử lý tiếp với những cái phần mà mang tính chất mili ti. Thế thì trong trường hợp như này, các bạn cứ lấy một cái công cụ bất kỳ và cho phép các bạn tạo ra cái vùng chọn cho nó nhanh, và các bạn tạo ra cho tôi cái vùng chọn các bạn cần. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ xử lý tiếp những cái phần còn lại. Chỗ nào mà nó bị ra quá thì cứ làm đi. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn an, chúng ta sẽ xử lý tiếp về sau. Đấy, đến đây. Ví dụ nó bị quá ám tí thì chúng ta nhấn an, chúng ta trừ bớt nó đi. Cái này thì nó là cái sự kết hợp giữa các cái công cụ chọn và thêm một 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 chút những cái kỹ thuật về mặt nạ ở đây. Nhưng mà nạ thì nó không làm theo cái cách thông thường mà chúng ta vẫn làm vừa nãy, mà chúng ta sẽ xử lý như sau. Sau khi mà các bạn chọn được cái đối tượng mà các bạn cần rồi, thì các bạn thấy rằng là còn rất là nhiều cái sợi lông tơ mạch ở bờm cũng như là đuôi con ngựa này chẳng hạn. Nếu mà đối với người là tóc đấy, thì nó vẫn còn chưa nằm ở trong cái vùng chọn. Thế thì chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là chọn đến đây, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một cái sự trợ giúp nó ở trên thanh option này. Khi chúng ta có một cái công cụ chọn, chúng ta đã có cái vùng chọn như thế này rồi, thì các bạn sẽ thấy là thực ra ngay từ đầu thì chúng ta đã có cái nút lệnh là Refine Edge này rồi. Nhưng mà do cái này nó đòi hỏi một số các kiến thức liên quan tới phần mặt nạ, cho nên tôi sẽ để nó lại sau khi mà chúng ta đã nói với nhau về mặt nạ rồi, chúng ta mới nói tiếp cái phần này. Mặc dù cái lệnh này khi các bạn bắt đầu học về các công cụ tạo vùng chọn thì nó đã xuất hiện rồi, chứ không phải là không có. Đấy, thì bây giờ sau khi mà chúng ta nắm được cái cách chọn rồi, chúng ta cũng nắm được cái nguyên tắc làm việc mặt nạ rồi, thì chúng ta quay trở lại làm việc với nó. Thế thì khi các bạn nhấn nút lệnh này, nó sẽ mở ra cho các bạn một hộp thoại. Trong này nó sẽ cho các bạn view luôn, xem là nếu mà lọc chọn thì cái đối tượng nó sẽ hiển thị như thế nào. Và ở đây thì chúng ta có một số các cái chế độ view. Đấy. Ví dụ matching and thì nó sẽ cho chúng ta xem cái vùng chọn là theo cái đường đứt đoạn kiến bò này. Overlay nó sẽ cho chúng ta xem một cái vùng màu
được phủ nhẹ lên như thế này. On black nó sẽ cho chúng ta xem cái này ở trên nền đen, on white nó sẽ cho chúng ta xem trên nền trắng. Black and white thì nó sẽ cho chúng ta xem là hai màu đen và trắng, phần đen là phần không chọn, phần trắng là phần chọn, đúng không? On layer là cho chúng ta xem ở trên layer khi mà đã lọc bỏ cái nền đi rồi, đúng không? Thì đấy là một vài cái tùy chọn. Thế thì các bạn có thể chọn lấy một cái cách hiển thị để mà các bạn quan sát xem khi mà lọc thì cái đối tượng trông nó như thế nào. Sau đấy thì các bạn có thể là chọn cho tôi thêm một cái tùy chọn là Smart Radius. Cái này nó sẽ giúp cho chúng ta là khi chúng ta sử dụng công cụ thì nó sẽ có cái lựa chọn một cách tương đối thông minh ở cái biên vùng chọn như thế nào. Mặc định bây giờ thì nó đang để ở 0. Các bạn có thể kéo nó lên tới cỡ độ khoảng 10 đi, quãng quãng đấy. Thế còn những cái phần Azure S này thì các bạn có thể là bỏ qua một số cái thì nó tăng thêm contrast để cho xem rõ hơn về cái biên, hoặc là feather là làm mềm cái biên. Nhưng mà những cái phần này thực ra các bạn có thể bỏ qua. Tất nhiên là mỗi một cái điều chỉnh thì nó đều làm tác động tới cái vùng chọn, nhưng khi chưa có nhiều kinh nghiệm thì có thể là không cần chọn cái này. Đánh dấu và kệ cái này nhá. Sau đó thì bắt đầu chúng ta sẽ làm bằng công cụ này. Trong này thì nó có hai cái, một cái là Refine Radius Tool và một cái là Erase Refine Refinement Tool. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ Refine Tool này. Đấy. Các bạn đưa vào đây. Thao tác thì các bạn nhìn kỹ, cái công cụ này của chúng ta nó cũng hơi hơi giống cái công cụ tẩy nền, và nó cũng hơi giống cái công cụ Boot Replace Color. Có nghĩa là nó có một cái dấu chữ thập ở giữa. Việc của chúng ta bây giờ là các bạn có thể là chọn một cái size cho vừa với cái khu vực mà các bạn muốn xử lý. Và bây giờ chúng ta sẽ vẽ, đúng không? Vẽ như thế nào? Vẽ vào trong cái khu vực mà chúng ta muốn xử lý tiếp. Ví dụ bờm nó vẫn còn rất là nhiều cái lông măng rất là bé, thì các bạn cứ vẽ tiếp đi. Vẽ tiếp thì chúng ta sẽ thấy gì đấy? Hiện lên cả nền, hiện lên cả cái phần bờm mà nó vẫn còn bị gì đây nhỉ? Nó vẫn còn bị giấu đi, đúng không? Nhưng trong lúc vẽ thì chúng ta vẽ như thế nào? Chúng ta vẽ theo cái cách là cái dấu cộng này cố gắng luôn luôn đặt vào trong cái thứ mà chúng ta muốn lấy, chứ đừng vẽ ra nền. Tức là tôi sẽ vẽ, cố gắng vẽ vào cái dấu cộng này, nó nằm vào trong cái phần bờm của con ngựa thôi. Nó lên cái nền, kệ nó. Và sau khi mà chúng ta vẽ thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ xử lý cho chúng ta, lưu lại những cái gì mà nó nằm ở gì thế nhỉ? Lưu lại những cái gì nó nằm ở trong phần mà chúng ta vẽ, tức là cái màu liên quan tới bờm, và nó loại bỏ những cái phần màu bên ngoài. Nếu mà vẽ tinh ra thì chúng ta sẽ cố gắng là lấy một cái bút mà vừa phải đấy, cố gắng vẽ theo cái này thì nó sẽ bớt xử lý sâu quá vào trong. Nhưng trên nguyên tắc cơ bản nó sẽ là như thế này. Đấy, bây giờ tôi vẽ này thì nó sẽ ăn theo những cái nét lồng đuôi này. Đấy, thì chúng ta cố gắng di theo những cái phần màu của lông đuôi thôi, đừng di vào nền. Việc còn lại đấy là việc kể cho công cụ nó xử lý. Sau khi mà các bạn vẽ đến đây đấy, cần xử lý thêm cái gì ở chân, ở cả các thứ thì các bạn làm. Và quan trọng là sau khi mà làm xong thì các bạn xem là output nó sẽ đưa ra cái dạng gì. Output to new layer with layer mask. Ở đây nó có mấy lựa chọn này, đúng không? New layer này thì nó sẽ xuất ra thành một cái layer mới này. New layer with layer mask. New document thì nó đưa ra thành một cái tài liệu mới. New document with layer mask. Bây giờ tôi cứ làm ở trong một cái tài liệu thôi. Thì tôi sẽ chọn là new layer with layer mask.
Có nghĩa là thực ra là nó sẽ giúp chúng ta tạo ra một cái mặt nạ. Trong đó cái thao tác vừa vẽ của chúng ta là điều chỉnh cái giá trị đen và trắng trên mặt nạ để giấu cái gì đi và giữ cái gì lại. Đấy, giữ giữ những cái cần thiết lại. Nhấp OK này. Kết quả là chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ vẫn có một cái layer gốc đang bị tắt đi. Đấy. Và một cái layer mới. Layer mới này là một cái layer mà được duplicate nhưng mà nó đưa kèm cho chúng ta thêm một cái gì đấy ạ? Đưa kèm thêm cho chúng ta một cái mặt nạ để nó che những cái thứ cần che. Thế còn trong trường hợp này các bạn muốn là ghép nó thì các bạn có thể là gì đây? Đưa cái bút này vào đây. Đúng không? Sau đó thì các bạn lấy màu các bạn tô vào nếu các bạn muốn. Ghép con ngựa này vào đến đâu? Quan trọng nhất là những cái chỗ mà các bạn muốn muốn lọng thôi. Tức là cái đuôi này, cái này ghép nó vào cái hậu cảnh. Thế còn con ngựa thì nó cũng không phải là phi ở trên một cái trên một cái không khí đúng không? Có thể là nó vẫn còn ở trên một cái nền nào đó. Các bạn muốn giữ lại cái gì thì các bạn xử lý cái đấy. Đấy. Ghép lại hậu cảnh phía sau hay là tách hẳn hoàn toàn cũng được. Tách hẳn thì các bạn sẽ chọn cho tôi là new document. Thì lúc đấy là nó sẽ đưa hẳn sang thành một cái tài liệu mới hoặc vứt cái này đi cũng được. Đấy. Thì lúc đấy chúng ta lấy ngựa thôi và chúng ta sẽ ghép nó vào trong một cái ghép nó vào trong một cái khung cảnh khác. Người cũng thế thôi. Đấy. Thế thì ở đây nó chỉ có cái các bạn lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng chúng ta làm ở trên cái mặt nạ này thì lưu ý là lệnh này chỉ có tác dụng khi nào mà thứ nhất là có vùng chọn nhé, có vùng chọn là một, thứ hai là các bạn đang sử dụng một trong các công cụ tạo vùng chọn ở đây. Đấy. Các bạn chọn mà cái công cụ Marquee này, các bạn chọn công cụ gì đây nhỉ, Measure One hoặc là Quick Selection đấy thì nó sẽ xuất hiện ra cái Refine Edge để cho các bạn có thể là sử dụng cái tùy chọn đó. Thế thực ra là nó sẽ giúp các bạn là tạo ra mặt nạ thôi. Đấy, tạo ra mặt nạ trên cơ sở gì? Trên cơ sở cái vùng chọn mà các bạn đã làm. Đúng không? Lúc đầu tiên là chúng ta phải có vùng chọn đã. Đây, quay trở lại cái này. Lệnh này có ra không? Không ra đúng không? Nhưng khi tôi bắt đầu có một vùng chọn thì bắt đầu chúng ta có quyền là bấm vào Refresh này để chúng ta xử lý. Thế và quan trọng là gì? Thay đổi các tham số khi mà chúng ta sử dụng cái Refresh này. Đấy. Để tham số này nhiều hay ít thì nó sẽ giúp chúng ta lọc, nó phân biệt được cái nền và cái cần giữ lại. Các bạn có thể thử nghiệm cái này nhỏ hay to. Các bạn vẫn làm một thao tác lọc một đối tượng thôi. Nhưng mà các bạn xem bằng cách là đừng đụng đến các tham số khác mà chỉ thay đổi một cái thôi, xem là nó sẽ cho kết quả khác nhau như thế nào. Nó xử lý cái nền tốt hay là xấu khi mà tham số bé hay là to. Đấy. Thì với cái cung cách như thế này thì chúng ta sẽ có thêm được một cái cách tương đối là tinh vi, tương đối là nhanh để mà chúng ta có thể lọc được những cái đối tượng mà nó tương đối phức tạp về hình, ví dụ lông tóc hoặc là những cái gì đó mobility đang chèn vào nhau rất là nhiều thì chúng ta sẽ sử dụng cái này. Đấy, nhưng mà lý do tại sao hôm nay chúng ta mới nói vì hôm trước chúng ta chưa biết mặt nạ là cái gì cả. Đấy, chúng ta mới chỉ biết cách tạo vùng chọn thôi. Kể cả đến lúc mà chúng ta sử dụng pen chúng ta tạo ra những vùng chọn hết sức là phức tạp hoặc là nó rất là đẹp rồi thì nó cũng vẫn chưa có những khái niệm kèm theo về cái mặt nạ. Do đó thì chúng ta phải để cái này lại sau khi mà chúng ta đã giảng về mặt nạ rồi, đã làm việc với mặt nạ, biết mặt nạ là cái gì và làm thế nào để tô đen tô trắng vào trong mặt nạ để giấu hoặc là để cho hiển thị rồi thì lúc này chúng ta mới nói tiếp tới cái tùy chọn Refresh này để giúp chúng ta có được một công cụ tinh vi hơn, giúp chúng ta tạo được những cái vùng chọn, lọc được những thứ mà nó mility hơn so với những cái ví dụ trước đấy của chúng ta. Đấy, các bạn cũng có thể là sử dụng những cái ảnh khác, tìm kiếm những cái ảnh khác, ví dụ đây tóc tai này. Đấy, tóc tai rồi là những cái đối tượng dạng như thế này. Đó, thì chúng ta có thể là đưa rất là nhiều các cái ví dụ như thế này để chúng ta
chọn, chúng ta ghép, chúng ta cắt thử.